Trong tập trước, sau khi khám phá được những điều thú vị của loài kiến và truyền thuyết về tổ kiến thần, Ngốc cùng hai anh tiếp tục lên đường phiêu lưu đến vương quốc pháp thuật. Con đường phía trước của ba anh em ngày càng khó khăn hơn. Kia là gì vậy hai anh? Đó là một thác nước. Có vẻ như chúng ta phải tìm cách khác để đi xuôi dòng rồi. Ta mệt mỏi và đói bụng quá. Vách núi rộng như vậy, biết đi vòng đến bao giờ mới xuống được phía dưới. Nghỉ ngơi ở đây đi. Nhìn đằng kia kìa. À, đàn vịt đẹp chưa kìa hai anh? Đúng là đẹp thật. Nhưng mà anh đói bụng quá. Lại nữa à Ngốc? Để yên cho bọn anh bắt vịt đi. Bọn anh đói lắm rồi. Cả ngày nay chúng ta đã ăn gì đâu. Trong túi em cũng hết bánh mì rồi. Mình đang ở nơi thiên nhiên hoang dã. Thị trấn gần nhất cũng phải đi thêm mấy ngày đường nữa. E rằng em phải để bọn anh bắt vịt nướng thôi. Không, anh nghĩ cách đi. Mình sẽ luôn có cách để giải quyết chuyện này mà. Anh không nhớ lần trước chúng ta đã tìm được Duy Ngọc Thần hay sao? Được rồi, nếu em tìm được đồ ăn xung quanh đây để mọi người không bị đói, thì có thể bọn anh sẽ không bắt vịt làm thịt nữa. Đồng ý không? Đồng ý. Nhưng nếu em không tìm được nhanh, thì phải nghe lời hai anh. Biết đâu ra đồ ăn cho hai anh bây giờ. Em thử đi về phía trước một quãng xem có tìm được gì ăn không. Chứ xung quanh đây là không có gì đâu. Có phải em chỉ xui Ngốc đi chỗ khác, sau đó mình sẽ ở đây bắt vịt nướng ăn đúng không? Rất là thông minh đó. Không đâu, em đã hứa với Ngốc rồi. Em sẽ giữ lời. Em muốn xem Ngốc kiếm được đồ ăn như thế nào. Vậy cho anh mượn chiếc cung tên đi. Anh sẽ tự săn vịt. Không nha, anh tự dùng kiếm của anh đi. Chúng nó ở gần vậy mà. Anh không nhận ra đó là vịt trời à. Anh cũng gần Ngốc như Ngốc rồi đó. Được lắm, em dám lừa anh. Chờ Ngốc tay trắng trở về, anh sẽ lấy cây cung của em săn tụi vịt trời đây. Em sẽ ngủ một chút đây. Hy vọng lúc ngủ sẽ quên đi cơn đói. Bay đi chỗ khác đi. Bay đi chỗ khác đi. Mấy cậu ở đây sẽ bị hai anh bắt bây giờ. Cứu tôi với. Tôi không biết bơi. Cứu tôi với. Cứu. Cảm ơn vịt đã cứu mình nha. Mình không biết bơi. Ủa, mấy cậu có hiểu điều mình nói không? Thích quá, thích quá. Mấy cậu có thể hiểu mình. Từ trên cao nhìn xuống đẹp quá. Tất cả đều bé tí teo. Kìa, ở phía dưới có một vườn trái cây. Cậu hãy thả mình xuống đó đi.
giờ mình sẽ đi kiếm các anh trai của mình. Chắc mọi người đang đói lắm rồi. Hế, mình đã thấy được hai anh của mình. Liệu các bạn có thể cho hai anh của mình bay cùng để vượt thác nước kia không? Dạ, nguy hiểm quá ha. Lần sau đừng để mày rơi xuống nước nữa đó. Cũng là một phần lỗi của hai anh đã không chú ý tới em. Nhưng cũng nhờ vậy mà em làm quen được với đàn vịt và còn mang bao nhiêu là trái cây về nè. Đây. Chuyến đi này đã giúp anh nhận ra một điều đáng học từ Ngốc. Đó là nên kết thêm bạn bè, dù đó chỉ là một con vật. Đúng rồi, vì có lẽ chúng ta đã tới gần hơn đến vương quốc pháp thuật. Các loài động vật đã thông minh hơn. Hoặc là... Hoặc điều gì vậy anh? Em có nhớ lần trước anh đã kể em nghe về vương quốc pháp thuật chưa? Đó là một vùng đất bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Đúng vậy, biết đâu những con vật đó đều đến từ một lời nguyền thì sao? Ồ, đáng sợ quá. Chúng ta phải hết sức cẩn thận.